vị sữa chua hòa quyện cùng nước uống tạo nên Good Mood, nước uống vị sữa chua. Hey, ngon mát bất ngờ, mút lên phơi phới. Hey. Người ta nè, dài năm tấc rộng đây, thân đây, 10 thước cao. Để cho em đụng vô, để cho em đụng vô đây. Rất là da trắng, đẹp đẽ, đôi vai rất là rộn. Với là được cái gì cao, mẹ cáo bài. Chị. Bóng có thể bay, thì búa cũng có thể bay. Sao bây giờ muốn sao? Không, em đâu có nói gì, em đâu có nói là em thích đâu. Anh xin, anh sai rồi, anh hiểu sai về em. Em đang làm gì? Em đang giải thích. Anh nói em kiếm tiền, anh nói em kiếm cơm mà anh, kiếm cơm mà anh. Anh chị ơi, chuyện gia đình mình về nhà mình giải quyết được không? Nãy giờ tôi thấy không, hai người đàn ông người ta điềm đạm. Được. Thọc tay vô túi, không nói tiếng nào, trơn đẹp lộng lẫy. Anh ơi, bên đây cũng vậy nè, cũng vậy nè. Rất điềm đạm. Không nói nãy giờ bị bỏ rơi. Trời ơi, tôi không hiểu tại sao người ta lại mời bạn tôi chơi cái game như thế này. Như một nhát dao đâm thẳng vào tim bạn tôi. Không, mình cảm thấy đây là một sự nổi bật. Đẹp trai thì người có những mình cảm thấy đây là một sự nổi bật. Người đàn ông tự tin là ở chỗ đó. Thưa quý vị, diễn viên Anh Đức. Diễn viên Bibi Trần. Và thưa, cái gì cũng là diễn viên Tấn Trần. Thưa quý vị, ca sĩ nam thần Hồ Quang Hiếu. Và đây vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên SD. Bây giờ xin mời các bạn hãy chia sẻ một tí cảm nghĩ của các bạn khi đến với chương trình giọng ca bí ẩn đi, Bibi Trần. Em rất là vui. Cảm ơn cảm xúc thừa thải của em. Bibi Trần. À xong rồi, Tuấn Trần em, cảm xúc của Tuấn Trần khi tham gia chương trình này. Tuấn cũng vậy, Tuấn rất là vui. Ê. Nhạt quá nha. Nhạt phải... thấy kệ nó nhạt, cái đứng dạy dỗ. Mà rảnh là tôi cho. Chúng ta sẽ gặp gỡ với những người không nhạt. Người đẹp trai hãy trả lời đi một cách rất là thông minh. Linh cảm của Tuấn thì tôi nghĩ là bạn số 3. Tại vì bạn số 3 cầm là cái Natra micro. Anh Natra đó. Cảm nhận là bạn ấy có một cái phép thần thông gì đó. Thần thông. Nhưng mà phép thần thông Natra gì. Đây thiệt tình mấy cái con người này. Đi anh ơi, theo cái chuyên môn của anh thì anh nghe sao nè? Theo chuyên môn của tôi thì bây giờ chúng ta hãy lắng nghe từng giọng hát một. Vâng, thưa quý vị. Một con voi mang thai bao lâu mới đẻ? Một năm, hai năm hay ba năm? Hai năm. Chính xác. Sao biết? Em nói rồi, em là fan của Discovery. Sao kỳ đó? Tuấn Trần là gần gũi với các loài thú. Ai nói vậy? Giống như em chơi thú vậy? Không thì đó, nuôi chó, nuôi mèo, chăm sóc thú và coi cái Discovery để hiểu voi nó đẻ thế nào. Đúng rồi. Ai mới nói đồ đăng báo tôi là thế này thế nọ? Ủa, mến. Ui, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Đi đâu đấy mày? Tao đi quay nè. Trời ơi, giận rồi kìa. Giận rồi, thấy chưa, tôi nói ở nhà quản lý tôi đây không chịu. Anh thấy không? Cao hơn, to hơn. Vậy đó. Nghe đi, lại đi. Anh không biết ăn cay á, em có nào chỉ anh ăn cay được không? Em hỏi thôi. Cái vừa rồi gọi là thả thính hả? Hay sao? Nhõng nhẽo, nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo hả? Nhõng nhẽo. Anh là nhõng nhẽo. Đây là chỉ nè, cách đơn giản nhất là đầu tiên là ăn ớt đây. Ủa, trời ơi, cái gì mà hai người diễn tình lấy ớt cho nhỏ. Đi lên đây, chị em chị chỉ bên gái. Em chỉ đi chị kia ra ngoài đi nhanh nhanh. Cơ bản là Tuấn nha. Bẻ đôi cái trái ớt sừng trâu, chà vô hai con mắt. Chà vô cái lưỡi được rồi. Chà vô cái lưỡi chứ. Na ơi. Ơi. Ăn thiệt á.
Dạ thì ăn thiệt mà. Ngại quá. Ủa, em nghĩ ngại quá. Mấy đứa làm nguyên phim trường ngại quá. Ờ, hai họ nhà chơi, nhà gái chuẩn bị chưa ạ? Tuấn ơi, trả giá rồi Tuấn ơi. Tuấn ơi, cuộc đời ngon lành rồi Tuấn ơi. Anh muốn sau này tụi mình sẽ trồng vườn ớt, em muốn không? Trời. Theo đi cản anh lỡ cho anh chụi lên nè. Hai người ăn chung, trời ơi hai người ăn chung. Cái gì vậy anh? Cái gì vậy anh? Cái gì vậy anh? I got so much to say. Never thought it would end this. Ờ vậy. Cái này nó chua mà. Vậy. Gì vậy? Rồi anh kêu không cay. Mấy tuổi rồi Tuấn? Quá. Mấy tuổi rồi ta nó không cay là tin. Nó không cay là không cay đối với anh thôi. Mày đặt cua cái. Trời ơi. Theo anh nghĩ á, thì cuộc sống mình nó cũng giống như là mình đi ăn trên nhà hàng vậy đó. Một bữa ăn của mình nó sẽ có nhiều món. Tốt nhất là mình cũng nên thử nhiều món. Đến khi mà mình quay về nhà mình nhớ được cái món đó, mình muốn quay lại mình ăn lại đúng cái món đó, thì nghĩa là mình đã chọn đúng cái món mà mình đã thích. Cảm ơn bạn. Đối với em, đối với Nguyên Anh á, thì là tin nhất là cái duyên cái nợ. Và Nguyên Anh muốn là chỉ cần một người và người đó đi theo với Nguyên Anh suốt cuộc đời này luôn. Đối với anh thì anh suy nghĩ đơn giản hơn. Mình cảm thấy nếu mà gặp đúng người thì mình sẽ dừng lại. Còn nếu mà không đúng người thì mình cứ sẵn sàng mở lòng để mình yêu tiếp. Ba câu trả lời hơi khác khác nha. Harry Won, cho câu hỏi trí tuệ coi nè. Nãy giờ ở đây là không có ai mà muốn hỏi gì nhiều, mà bạn kia bên rất là muốn hỏi. Ai em? Dạ, mời. Hồi nãy giờ thì mọi người hỏi, rồi em cũng có một số về phân tích. Thì em đoán thôi nha. Em đoán là cái anh ở ngoài sẽ là anh single. Anh Long single. Dạ. Yeah. Còn cái anh ở giữa sẽ là một cái anh đã có gia đình rồi. Có gia đình. Đúng rồi. Và thích nấu ăn luôn. Còn cái anh này thì đã có người yêu rồi. Em nghĩ vậy. Ghê vậy ta. Khoan, phải nói tại sao? Dựa vào yếu tố nào? Cái đầu tiên là cái anh này khi mà anh nói chuyện thì anh nói chuyện rất là vui vẻ. Thì em nghĩ là chắc là cũng mới yêu hay là luôn luôn là một cái người làm cho người yêu mình rất là kiểu hạnh phúc á. Còn cái anh ở giữa thì nói chuyện từng trải hơn và luôn luôn là một cái bờ vai để có thể một người khác có thể dựa vào. Còn cái anh kế bên á thì em cảm nhận là thường những người độc thân hay single thì thường nói chuyện rất là deep, nhưng mà nói chuyện rất là deep sẽ rất là dễ bị dấp. Bị dấp ở đây là kiểu tỏ ra mình rất là trải nghiệm, mình rất là kiểu gì vậy? Tôi đây là một người rất là tình cảm. Dấp rồi đó, đó cái này nè. Cái này nè. Không phải. Cái này mới dấp nè. Tại vì vấn đề là em cũng là đang là một người độc thân. Để tỏ ra rất là deep và rất là vấp. Em tỏ ra là một người rất Thôi được rồi, em đừng có quảng cáo em độc thân nữa. Ai, anh Đức nè. Tuấn Trần, với những cái phân tích mà có vẻ rất là sâu sắc của em á. Một người đàn ông mà tỏ ra rất là sâu sắc trong cái chuyện tình cảm và vấp váp, và anh cảm thấy rất là một cái những cái điều em nói nó trẻ con lắm em à. Yeah. Em nghe một người đàn ông trưởng thành nói đây. Anh ngồi có vài số thôi, nhưng mà hầu như các tập anh đều coi hết. Anh khui luôn cho em nè. Nhân vật này, nhân vật đang đeo kính này, đã từng lên chương trình giới thiệu người yêu của anh ta ngay tại chương trình luôn, em có nhớ không? Chưa chắc còn. Bây giờ không biết có còn hay không, mà tôi thấy trong vòng vòng ngồi đây có cái mặt quen quen, và tôi khui tôi chỉ luôn được không? Đâu đây nè. Ủa này đi đâu mà ngồi khác bàn vậy ta? Đúng không mọi người? Đứng dậy. Hay quá Đức ơi. Cái này là fan của chương trình luôn nè. Bây giờ khui ra rồi mới hỏi giờ còn hay không.
Em tên là Khang Lê, hiện tại em với Nguyên Anh đã quen được 8 năm rồi. Wow. Trời ơi. Như thế này người ta mới gọi là có gia đình, chứ không phải là trong tình yêu gì cả. 8 năm trời rồi Tuấn Trần à. Thì em đoán là có cô chủ đúng không? Cô chủ gì ta, 8 năm cái này mới là giống gia đình nè. 8 năm cái này mới là gia đình nè em à. Tôi đi về đi. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em.